Triển khai thực hiện quyết định 2056 ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về đề án quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh. Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 2.250 phương tiện được theo dõi quản lý thuế, bằng 92,59% so với năm 2019 và bằng 90,8% so với năm 2020. Trong đó, tổng số phương tiện đã kê khai và lập bộ quản lý thu thuế là 1.897 xe. Tổng hợp theo thành phần kinh tế, toàn tỉnh có 892 tổ chức cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải, giảm 107 đơn vị so với năm 2020. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên tất cả các đơn vị đều có số lập bộ thu giảm mạnh. Tổng thuế phải thu đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn toàn tỉnh năm 2021 là trên 18 tỷ đồng, giảm gần 6 tỷ đồng so với năm 2020.